Mồi ha, à, cút nướng muối ớt này, à món cút nướng muối ớt là đúng bài luôn. Đây là mình đã chuẩn bị được 10 con chim cút nha các bạn. Chim cút làm sẵn, con nào con nấy là to lắm. Đây chim cút lắm rồi. À, giờ mình giả muối ớt, ướp muối ớt thôi, làm đơn giản thôi, ngồi đồng ruộng mà mình làm đơn giản các bạn, à, ướp muối ớt nướng hấp dẫn. Cút mà mình nướng ướp ba xả tớ này kia vô nó ngon, làm đơn giản thôi. Siêu cay, ướp siêu cay ớt thiệt nhiều. Cút không đã không, còn là con lấy mập cút nút bỏ chừng 100 trái ớt là được rồi. Cây nó cũng cấp độ 10 mà. Chất rác đốt bên trong. Chất rác là đốt rồi. À, đây là khối lò lửa là rác là đầy ngay. Đây có rơm rạ luôn, nguyên cánh đồng lúa luôn. Đây buổi trưa mà ra đây rất là mát các bạn. Ra đây mà ăn nhậu là chơi là đúng bài luôn. Làm một vài món nướng mà. Rồi đây giờ đúng không bạn? Bây giờ bạn Hải rồi đang tiến hành giả những muối ớt để ướp vô cút. Ớt siêu cây đâu. Bỏ chừng 50 trái vô là. Làm dân giả chứ, nhưng mà ăn nó sẽ rất ngon, mà cút mà mình ướp nhiều làm càng đơn giản nó càng ngon. Màu ra ớt không này, nó siêu cay rồi. Mì cây cấp độ 7 ở đây, cút nướng là cấp độ 10 luôn. Thấm ướp cho thấm. Đây, bạn Hải đang ướp cút, còn đây là anh Mr. Châu này. Đang chuẩn bị công tác là nhóm lửa. Rồi, thấy hấp dẫn không? Đúng bài không? Ướp tầm khoảng 15 phút là ok không ạ?
Rồi, lửa bây giờ cũng đã bắt lên rồi bạn. Giờ đây là cho lên dĩa bắt đầu nướng thôi. Rất hấp dẫn. Cúc to như con gà. Cá mình chấm đó, cút bây giờ cũng chín rồi. Không, cái này là này chấm ớt. Rất hấp dẫn. Thơm lắm bạn ơi, đang ngầu ngoài đầu đường ngay đầu gió luôn. Rất là thơm luôn. Rồi cút mà mình nướng kiểu đây sẽ rất ngon, là nướng ướp muối ớt đơn giản thôi, không là mình nướng mồi vậy, ăn thì rất ngon. Ướp gia vị nhiều quá thì nó sẽ không còn cái vị ngon nữa. Bây giờ bạn Hải bắt đầu tiếp tục nữa, chuẩn bị làm món thứ hai nha các bạn. Đây là thăng long, đây là thăng long bò các bạn. Thăng long bò, sắp bò nha, đang gọi sắp bò. Long với lá sắp. Thằng lòng bò dưới lá sách đây à, làm món nhúng cơm mễ là hết sảy. Cơm mễ là ngon đi ngoài luôn. Wow. Đây mình xắt ra miếng vừa ăn. Đầu bếp Hải đang chế biến món lá sách nhúng cơm mễ. Nhìn rau hấp dẫn, toàn rau rừng không các bạn, không? Cóc, lá xoài. Có đây cái bông gì ta? Lá gì giống như lá bồng thọ, quên tên mất tiêu. Sớm giờ cũng làm xong nướng xong món cút mình bạn, giờ tiếp tục là món thứ hai. Giờ là món lòng bò nhúng mễ nha các bạn. Giờ bạn Hải đang cho cái chảo lên bếp rồi các bạn. Này mình phải tao trước nha các bạn, tao xả với tỏi cho nó thơm nha các bạn. Cái tỏi với xả thơm cực kỳ luôn các bạn. Gió nó bốc mùi thơm. Giờ 12 giờ trưa, mùi đói bụng. Bụng giờ cồn cao luôn rồi. Rồi, giờ bắt đầu cho nước dừa vô các bạn. Nhúng cơm mình nấu với cơm mễ mình nấu với nước dừa nó mới ngon nha. Cái đậm đà được cái nấu với nước lạnh thì nó sẽ không bằng. Rồi chế mễ luôn rồi. Mình cho cơm mễ vô mình nêm nếm lại là bắt đầu mình đỡ lên sâu là mình bỏ nhúng thịt vô mình ăn được rồi bạn. Xả này không cần dập bỏ vô nha. Cái nào? Xả còn không, trong đây có xả nè, nhiều nè. Đó,
khúc đập dập bỏ không ấy đập khúc khúc vô rồi cho thơm. Giờ cơm miếng đã sôi rồi bạn, mình cho mấy cái thằng lông bò vô. Hấp dẫn không? Chín rồi đó. Rồi, đây là đồ út. Trời rất là sáng chớ các bạn. Chung là mình ra đồng ra ruộng mà mình chơi cho nó dân dã. Ồ, bây giờ son lòng nhúng miệng cũng đã sôi rồi bạn, nhìn rất hấp dẫn luôn. Wow, thì mùi thơm quá các bạn ơi. Gió bốc hơi ha, bốc hơi qua đứng ngay đầu gió nữa. Thứ nào mà chịu nói. Trời ơi. Qua như múc mẻ uống quá như mà múc nước mà gáo dừa hồi xưa múc trong lu. Ồ, mà Hải thử đi. Châu rồi thử sớm giờ cũng tiếng đồng hồ. Chuẩn bị xong hai món rồi bạn. Rồi mời mấy bạn làm dùng với mấy anh em này. Wow, quá đã luôn bạn ơi. Wow, cút nướng các bạn, cút nướng mọi nhìn chết luôn. Đã. Chết. Ăn kiểu này chết chứ là sống thì nấu. Wow, chấm như muối ớt chanh nữa, trời ơi. Trời ơi, ăn là như chưa bao giờ được ăn luôn các bạn. Wow, cút nước mồi nhìn hấp dẫn thiệt. Đó, cái đùi này. Wow, trời ơi. Cút đây là thầy ăn xương rồi nha bạn. Ngày luôn xương luôn các bạn. Ngày luôn xương luôn. Rất là mềm. Trưa nắng mà ra ngoài đồng mà giữa đồng giữa xá mà gió thổi phèo mà ngầu làm một mâm cút nướng cho nước chết chứ không đâu. Mình dạ cái phân nữa mình chảy con cá lên. Quá đã các bạn. Chứ để nhiều nó sôi còn chặn nước không. Wow, cút mà thêm thêm cái son lòng nhúng mẻ nữa. Quá tuyệt vời luôn, múc bằng cái gáo dừa mà đây trời mà không phải gáo dừa mà gáo bia, gáo Sài Gòn. Trời ơi, nó húp mẻ mà nó húp ọt ọt quá như luôn. Múc nước nó uống các bạn. Nóng nóng rồi này kia để dưới. Nhận mát mẻ ha. Gió mà phèo luôn. Vậy mà thứ nào chịu nổi. Rồi, chào mấy bạn nha. Mời mấy bạn làm lon bia này. Trưa nắng mà làm lon bia cho nó mát nha các bạn. Wow, mát lạnh luôn. Một chén à. Thế đi. Rồi, bạn làm ở cái đuôi cút các bạn. Cút mà nướng mọi
hết sảy con 37 rồi. Thơm. Sống là khác đúng không? Cũng là nổ làm sống rồi không? Em mới đầu tươi, mới mới ngọt. Chúng nó ăn theo kiểu mọi rồi mới thui xong rồi móc ruột. Không rửa luôn. Đúng rồi. Rồi nướng còn máu nữa, muốn giữ được cái độ ngọt. Cắt cái đít qua xong rút. Rồi làm thử miếng bò ấy. Chát chát nó. Đây toàn là rau rừng các bạn. Đây là lá xoài này, xoài non, xoài non kèm theo miếng cóc non, kẹp miếng chú chát nhưng mà đục quấn luôn. Quét lên hết sảy. Ồ gì nó mới đá này, nước tương nó trộn vô rất đi xây rồi chết chỉ sống nấu gió mà kêu vừa kêu rồi chứ. Rồi cuối tuần mà ra giữa đồng thì mà làm dài món ngầu nhâm đi nữa đúng bài mà không? Ở Sài Gòn mà những ngày mà làm mình mệt mỏi căng thẳng rồi mà ra đây ngồi mình nhậu mà cảnh đồng quê về thôi chứ cảm thấy thoải mái. Cuối tuần là mấy anh em tập trung nữa mà ra ngoài ruộng thì mình chơi thoải mái, mình vô quán xá rồi vừa tốn kém mà cũng không được ngon nữa, mình ra đây mình làm tự mình nấu nướng mới hấp dẫn. Wow. Rồi, mà làm húp thử miếng nước cơm mẻ nha bạn. Ok. Wow. Đúng bài luôn. Ủa bạn tới là quá ngon. Ủa, ngọt lắm mà ơi. Nước là nấu nước dừa hả? Nó mẻ nó chua chua ngọt thơm mùi xả với tỏi thì không phi nữa. Ủa, đặc biệt luôn, nóng nóng. Rồi. Học cái nước ngon, chắc lại ngon. Cứ nấu nè. Giờ lấy dao gọc cái đùi ngay nặng miếng canh lòi ra mấy lòi chặt cái đuôi á. Ở dưới dưới quê dưới có đó chặt đuôi nó thẻo bốn cái đùi giống không mà. Thì bò nằm lết hết đó đó. Để đấy xíu là hết nước rồi. Chắc hả? Bởi vậy mới kêu kéo kéo ra bên á. Ủa mà ơ, quấn quấn vô kiểu này nó mới hấp dẫn nè. Nó còn đá nướng đúng rồi. Ủa, miếng xoài vô, miếng lá cóc non vô. Rồi, còn đá chát vô. Để mình nướng. Nướng được thơm á. Má nóng quá. Wow, quấn lại này. Bọn cá lên nướng rồi quá. Con ngồi sơ sơ đây
Ngày lở lửa mà không nóng. Thêm mua con cá lóc nữa bạn, nướng mọi luôn. Ba anh em làm ba món người món. Tôi làm đặc sản nêm nếm món cá lóc nướng mọi nè. Cá lóc nướng mọi là món khó làm nhất, mua gì là bỏ lên thôi. Để cái đầu cho nó chín. Giáo mày biết là nhớ gì không, mà tráng bánh á xưa là cũng múc bột của mày đổ lên tráng này nè. Cái đó là cái gáo dừa không ơi? Ờ mà bằng gáo dừa mình gáo. Phát biểu cảm nghĩ đi bạn Hải. Rồi cuối tuần. Rồi cuối tuần thì nghĩa là bữa nay là rất là đồ ăn khá là ngon. Còn ngồi đồng ruộng ha, mát mẻ ha. Thế ở một chỗ này đồng ruộng này kia mát mẻ. Ở trên là đây là chi. Vô nhà hàng không bằng chứ, ra đây nó mới mát mẻ chứ. Không giờ gió không? Thấy cây rung phèo 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 luôn. Cái món mình là tự nướng tự làm thì kia nó đã sao á. Rồi mình tự nướng tự làm tất nhiên phải ngon rồi, đúng theo khẩu vị của mình rồi. Rồi chắc bây giờ mấy anh em chắc cũng kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình xem mà thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ nha. Mình có ý kiến gì mình cứ bình luận bên dưới, mình với bạn Hải sẽ làm thật nhiều món ra thật nhiều video cho các bạn xem nha. Bây giờ mấy anh em cũng sẽ chào tạm biệt tất cả mọi người. Chào các bạn. Quá tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo.